Thưa quý vị, do kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam, ngày 20 tháng 7 năm 1962, ngày 20 tháng 7 năm 2022, sáng nay ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm và chúc mừng công an thành phố Đà Nẵng. Cùng đi có phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Lê Trường Trinh, trưởng ban nội chính thành ủy võ công chánh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thấm. Đến thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ công an thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, công hiến, đóng góp to lớn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an Đà Nẵng nói chung, lực lượng cảnh sát dân dân thành phố qua các thời kỳ nói riêng, đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là thành phố du lịch tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn phức tạp, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao và một số loại tội phạm mới có thể phát sinh trên địa bàn. Với phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh sẽ gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh của lực lượng công an. Bí thư Thành ủy đề nghị lực lượng công an Đà Nẵng phát huy vai trò đề cao trách nhiệm, xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố cảm ơn sự động viên quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự phối hợp của mặt trận và ban ngành đoàn thể, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành. Lực lượng Công an Đà Nẵng sẽ nỗ lực đạt thành tích nhiều hơn nữa trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh chống tiêu cực, xây dựng điểm đến Đà Nẵng an toàn, văn minh, sạch đẹp nhất là xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đà nẵng văn bình thân thiện trong lòng người dân thành phố du khách trong nước và quốc tế